Niềm vui đã đến với shipper nói tiếng Pháp sau khi được kêu gọi hỗ trợ. Vừa qua câu chuyện về chàng trai Nguyễn Hữu Phước giao tiếp với nhà văn Matt Levy ở đường sách Thành phố Hồ Chí Minh bằng tiếng Pháp đã khiến nhiều người chia sẻ rầm rộ. Mặc dù có thể giao tiếp trôi chảy về tiếng Pháp, thế nhưng hoàn cảnh của Phước lại khiến cho nhiều người xót xa. Cậu cho biết bố mẹ đã ly hôn vì áp lực chuyện kinh tế và khủng hoảng đời sống nên xin tạm dừng đến trường. Hiện tại hàng ngày cậu đi làm từ sáng tới khuya và kiếm được số tiền đủ chi tiêu sinh hoạt thường ngày. Sau khi chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của nam sinh, bạn đọc trên khắp cả nước đã gửi tiền hỗ trợ, mong Phước có thể đến trường. Nhờ sự ủng hộ của mọi người, tương lai tốt đẹp hơn đã đến với chàng trai 25 tuổi khi Phước có thể sớm trở lại giảng đường. Vào sáng ngày 16 tháng 11, Nguyễn Hữu Phước đã đến khoa tiếng Pháp, trường đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục hoàn thiện hồ sơ sớm trở lại trường học. Thời gian qua, cậu vẫn tiếp tục giao hàng ngoài lúc hoàn thành thủ tục đăng ký đi học trở lại. Đồng thời, Phước cho biết nhiều người đã liên hệ để gửi tiền ủng hộ. Thậm chí lúc đi giao hàng, khách nhận ra anh chàng nổi tiếng trên mạng nên hỏi thăm, chụp ảnh hoặc ủng hộ chút tiền. Phước tâm sự, hiện số tiền ủng hộ đã đủ để cậu an tâm trở lại trường tiếp tục học. Chính vì vậy, Phước xin ngừng nhận hỗ trợ để dành cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Ngoài các anh chị, cô chú ủng hộ tiền, chỗ ở miễn phí, các cụ ông cụ bà 80 tuổi còn gọi điện để động viên Phước. Trước tấm lòng của mọi người, Phước bày tỏ bản thân không bao giờ quên. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.